tuyển Việt Nam cần phát huy sức mạnh tinh thần trước Nhật Bản. Tinh thần chiến đấu và sự cổ vũ từ người hâm mộ hứa hẹn là những yếu tố thúc đẩy tuyển Việt Nam làm nên bất ngờ trước Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chưa giành được điểm nào tại vòng loại cuối World Cup 2022. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản đối diện nguy cơ mất vé dự vòng chung kết diễn ra tại Qatar vào năm sau khi đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam khao khát phá chuỗi thua sau 4 trận. Ngược lại, một kết quả hòa hoặc thua cũng đủ khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Hajime Moriyasu lung lay. Tuyển Nhật Bản vượt trội. Sự chênh lệch thực lực giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản thể hiện rõ qua những con số. Samurai Xanh đã có 6 lần góp mặt tại vòng chung kết, vòng chung kết, World Cup, với 3 lần vào vòng 16 đội. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối tại giải đấu danh giá nhất thế giới cấp đội tuyển quốc gia. Đội hình của huấn luyện viên Moriyasu được trang chuyển nhượng Transfer Market định giá 111,4 triệu euro, áp đảo con số 4,58 triệu euro của tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn là 4 cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình, những chiến binh sao vàng. Tất cả đều ở mức 300.000 euro. Con số này kém 50.000 euro so với thủ môn dự bị Eiji Kwashima, người được định giá thấp nhất của tuyển Nhật Bản. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Moriyasu không có sự phục vụ của sao trẻ Takefusa Kubo do tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đang chấn thương. Tuy nhiên, trong tay ông vẫn còn dàn hảo thủ với 18 cái tên đang chơi bóng ở châu Âu, bên cạnh 10 cầu thủ thi đấu tại Nhật Bản. Mới đây, chiến lược gia sinh năm 1968 cũng bổ sung Tritsu Doan, người ghi bàn duy nhất trên chấm 11m, giúp Samurai Xanh đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số tối thiểu tại tứ kết ASEAN Cup 2019. Huấn luyện viên Moriyasu triệu tập 4 tân binh lên tuyển lần này gồm hậu vệ Real Hatet, câu lạc bộ Kawasaki Frontal, tiền vệ Kaoru Mitoma, Union SG. Hai tiền đạo Ayase Ueda, Kashima Antler và đại diện Mededa, Yokohama Marino. Phần lớn thành viên đều là trụ cột ở tuyển Nhật Bản những năm gần đây. Tiêu biểu nhất phải kể đến những cầu thủ đang khoác áo các câu lạc bộ lớn tại châu Âu như Takumi Minamino, Liverpool, Takehiro Tomiya, Arsenal và đội trưởng Maya Yoshida, Sampdoria. Ngược lại, toàn bộ thành viên trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo vào lúc này đều đang thi đấu ở V-League. Những cầu thủ như Nguyễn Công Phượng hay Lương Xuân Trường đều không để lại dấu ấn trong khoảng thời gian được xuất ngoại. Còn Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu đều vắng mặt do chấn thương. Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam? Bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng B. Song các học trò của huấn luyện viên Park đã vươn lên dẫn trước Saudi Arabia ở trận ra quân với khoảnh khắc tỏa sáng của Quang Hải và chỉ để thua ngược vì chơi thiếu người khi Đỗ Duy Mạnh nhận thẻ đỏ. Ở trận gặp Australia, chiến thuật phòng ngự chắc chắn và tinh thần sẵn sàng lăn xả trước khung thành giúp tuyển Việt Nam để thua với tỷ số tối thiểu 0-1. Sau đó, trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, dù bị dẫn trước hai bàn, Hồ Tấn Tài cùng Nguyễn Tiến Linh vẫn thắp lên hy vọng giành điểm bằng hai pha lập công liên tiếp ở phút 80 và 90. Trước khi Ulay ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho đội nhà. Đến trận gặp Oman, tuyển Việt Nam một lần nữa dẫn trước đối thủ dù bị đánh giá thấp hơn. 4 trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 chứng minh sức mạnh tinh thần có thể giúp các học trò của huấn luyện viên Park làm nên nhiều điều bất ngờ. Trong buổi họp báo hôm 4 tháng 11 giờ Hà Nội, huấn luyện viên Moriyasu chia sẻ, chúng tôi từng thắng tuyển Việt Nam khi đối đầu tại ASEAN Cup 2019. Ở trận đó, toàn đội đã cố gắng và thắng tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam lúc này, dưới sự dẫn dắt lâu năm của huấn luyện viên Park, đã có sự liên kết và thấu hiểu nhất định. Tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn đáng kể so với năm 2019. Bên cạnh đó, sân Mỹ Đình cũng trở thành điểm tựa để thầy trò huấn luyện viên Park kỳ vọng phá dớp thua tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ở vòng loại trước, tuyển Việt Nam bất bại trên sân nhà với 2 chiến thắng sau 3 trận. Thất bại duy nhất trên sân Mỹ Đình của những chiến binh sao vàng tại vòng loại World Cup 2022 là trận thua 0-1 trước Australia. Đại diện đang đứng nhì bảng B, cách đây 2 tháng. Cuộc đối đầu với tuyển Nhật Bản cũng đánh dấu lần đầu tiên sau gần 2 năm.
Mỹ Đình đón khán giả vào sân đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Park. Mục tiêu dự vòng chung kết World Cup tại Qatar đã trở nên xa vời. Nhưng với sự tiếp sức từ 12.000 cổ động viên cùng ngọn lửa tinh thần không bao giờ tắt của các cầu thủ, tất cả đều kỳ vọng tuyển Việt Nam làm nên địa chấn trước cường quốc bóng đá khu vực bằng màn trình diễn cống hiến và thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.